nội đó, bé Táo của nội đó. Đây, cưng quá. Đặt tên chưa? Rồi giấy khai sinh chưa? Dạ, tụi con định đặt bé Táo là Hoàng Bảo Minh, nhưng mà tên chính thức á, thì con muốn hỏi ý kiến của nội. Tại vì tụi con chưa làm giấy kết hôn, cho nên là bé Táo không có mang theo họ cha được của nội. Bây giờ chỉ còn một cách khác là con sẽ cho bé Táo xét nghiệm ADN với anh Nam để xác nhận huyết thống với cha. Sau đó thì sẽ dễ làm thủ tục để làm giấy khai sinh hơn á nội. Con tự tin là con chỉ có một mình anh Nam thôi. Con muốn bé Táo được công nhận, được danh chính ngôn thuận. Táo không phải là con rơi, nên việc xét nghiệm ADN con không tổn thương đâu nội. Nội đừng có lo. Với lại mình chỉ cần xét nghiệm trước cái ngày mình làm giấy khai sinh là được. Dạ, luật pháp quy định là mình phải làm trước 45 ngày, sau đó thì giấy tờ rất là khó khăn đó nội. Con và mẹ con lo chuyện này. Dạ. Táo của bà. Cố của Táo đang tập nói kìa. Sau này á, Táo quậy cho mình cố la sùm luôn nghe. Anh này. Ngủ đi Táo ngoan quá không. Dí dầu cầu giáng đông đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gần có đi. Nãy giờ nó không chịu ngủ hả ba? Ừ. Ngủ đi Táo, mẹ thương con nha. Hát karaoke gì đâu mà hát từ đầu hôm tới bây giờ cũng chưa có ngửi. Sao giọng tốt quá trời tốt, hơi hám gì hát vậy mà không xỉu. Thôi mẹ thương con nha, con ngủ đi ha. Mơ thì chịu ngủ. Cắt cái tiếng hát lên cây, nhỏ giật mình, thức luôn tới giờ. Thôi, con mệt con nằm nghỉ đi. Để ba đưa nó, ru nó ngồi nó ngủ à. Ba đi nghỉ ngơi đi ba. Ba cũng mệt rồi. Ba chưa có buồn ngủ. Mặt ba đường như vậy mà ba nói ba chưa buồn ngủ. Ba có uống trà nè, sao ba ngủ được. Con mệt, con nghỉ đi. Ví dầu cầu giáng đông đinh, cầu tre lắc lẻo gấp gần khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi